Tiếp tục buổi trưa nha anh em. Trưa hôm nay là đồ mỏng không ạ? Anh em chịu khó theo dõi like nhé. Đồ mỏng thì đồ Mỹ có, đồ Đức có và đồ Anh có. Đầu like lên con Đức cho nó có may, bởi vì Đức là nó màu đỏ. Con này ở đằng sau có trái tim. Anh em nào có nhu cầu thì chốt nha, không phải ai cũng giống ai hết. Rồi, vai của nó là 44, cái này size nhỏ rồi, dài áo của nó là 67-66. Ok. Từ trên này xuống đều và đẹp, 250 mà 71. 250 mà 71. Ai phù hợp nào thì mình chốt cái đấy nha. Không phải là người này không hợp thì người kia hợp nha anh em. Mình cảm thấy tự tin mình hợp thì mình chốt cái này, nghe có vẻ là tin tin một chút rồi đấy. Có cái logo ở sau là phải tin tin một chút rồi đấy. Rồi 60 đến 70 kg, nó là vừa là dây kéo vừa là cúc. Áo này chỉ được 90-93% nữa thôi, chốt giùm em con này 250 mà 71, mở hàng đầu like giùm em nha. Ai em bán mở hàng đầu like ha. Con này mà đối với em vẫn thích. Anh em thì sao không biết, nhưng mà đối với em vẫn thích. Tiếp một con áo này của lính Anh này. Lính Anh vai của nó là 49 gần 50, vải mỏng và mát, dài áo 75, mỏng và mát nha anh em. Mỏng và mát nha, túi chéo này, vải mềm. Rồi, mới 96%. Mới 96%, con này là cái cờ này là của thằng Canada này. Nhưng mà cái này là may lên chứ không phải là zin của nó. Ông Anh này ông thích Canada ha. Rồi 60 đến 70 kg, vừa xài dây kéo vừa xài cúc. Rồi ai hai cái túi của nó này, ai cứ chốt giùm em giá rẻ thôi, 200.000 mã 74. 200.000 mã 74. Mã 74 ạ. Tiếp một con áo này của Mỹ. Beo này thì của Mỹ. Hàng đi săn của Mỹ nha anh em. Con này là vai 47 năm. Dài áo là 73. Áo này vải dày nhưng mà mát. Hàng xưa mới có loại này nhé. Nói 75 là nó là dòng đi săn là từ năm 75 đó. Cái sợi vải nó rất là to. Đẹp. Rồi 96% trở lên luôn, không có trở lùi nữa mà trở lên. Mới kem. Con này là 6 đến 70 kg luôn. Chốt giùm em 200.000 mã 73. Bán rẻ luôn này. Bán rẻ luôn. Lô này bán rẻ luôn. Ai mua được con rẻ thì ta chốt nha. Nhanh tay này. Chốt giùm em mã 73. Tiếp một con áo Canada màu xanh ô liu. Bán rẻ luôn. Màu xanh ô liu, con này là vải hạt cát, vai của nó là 51 nhưng mà lại màu xanh ô liu. Dài áo của nó là 79. Anh em dòm cái cổ giùm em đều màu nha. Canada này là tem màu màu gì mà nó mất cha tem rồi. Canada mà nó mất tem rồi. Tem có hai loại, đời xưa và đời nay. 700.000 mã 72. Ở trên trên tay nó có dính một chút dơ nhẹ này. Em sẽ bớt cho anh em luôn nha. Con này xanh rất là mới và cặp cái cầu vai này. Con này rất là mới luôn. Nhưng mà nó dính một chút dơ. Áo này mới 1 triệu 2, đúng không? 1 triệu 2 mà nó bị dơ một chút xíu. Tay này mà màu xanh ô liu cực kỳ hiếm có nha. Thông thường là nó dơ ở đâu mà em nãy thấy mà giờ không thấy nữa rồi. Đâu rồi ấy? Nó dơ nhẹ thôi mà con này mà còn có hai cái cầu vai đẹp. Bán có 700.000, bớt cho anh em 100.000 luôn. Bớt luôn.
70 đến 80 ký. Anh em 75 đến 85 ký, bớt luôn 100 nghìn luôn. Chốt giùm em mã số 72, bán có 600 nghìn nữa thôi nhá. Em ghi trên 700 á. Bán rẻ con này luôn. Giá của nó nha anh em. Rồi tiếp tục một con áo M65 thay thân nhựa cổ đồng, à quên, thân đồng cổ nhựa. Con này màu bạc nhưng em vai của nó là 53. Vai của nó là 53, dài áo là 80, 53, 80. Màu bạc và cũng bạc màu nhé. Màu này bạc nhưng mà nó vẫn bạc màu. Ống tay ở dưới này là nó quát rồi, gọi là quát lai hết rồi nha anh em. Bán rẻ con này luôn này. Đấy, em nhìn kỹ cái phần ống tay nha. Đấy, nó sượt, có nghĩa là vải vẫn dày đều nhưng mà nó quát rồi, giống như quần bò bò mà nó quát viền xung quanh ấy. Màu bạc rất là đẹp, rất là đẹp nhá. Rồi, cái đầu vào của nó là Seco View, dây khóa như khóa đồng. Dây trên còn, dây dưới còn luôn, đầu vào, đầu ra. Anh em nhìn đầu vào này, nhìn kỹ cái đầu vào giùm em nhá. Bán rẻ con này 300.000 mã 70. Bán cái dây kéo hay bán phụ tùng nó bằng tiền nhá. 300.000 mã 70, vai của nó là 52. Size medium, dài áo 80. Size medium regular, tem trắng là hoàng nhá. Nói về áo M65 này á, là phải nói về cái đời tem trắng này là đời đầu này. Đời đầu này là không có đời, nói đồ nhái nó cực kỳ hiếm có luôn. Cái này đời 83. Tức là con này chuẩn hàng cấp phát năm 83. Cái dây keo đồng bình thường là 500.000 được phải không anh em? 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74 và trên áo này còn có hai cái tem cặp dây khoa đồng. Như vậy là bán con áo nó còn rẻ hơn là mình mua cái gì nữa. Mua dây kéo cũng rẻ mà, một cặp dây tem này được 100.000 rồi. À, mua cặp dây kéo 500.000, giờ bán con áo 300.000 mà 70. 70 đến 80 kg nha. À, ai ưng chốt giùm em. Mua con áo M65 mà chắc không ai tin nổi là có 300.000 nữa phải không ạ? Rồi, ai ưng thì chốt nhanh giùm em 300.000 mã 70. Mã 70. Tiếp một con này là áo beo. Áo beo này thì ở ngoài là dòng đi săn á, nhưng mà vải thì xưa lắm rồi. Nhưng ở trong này lại có một chất ni lông nằm ở đây. Chất ni lông, nói chung là con này bẩn giữ nhiệt, ấm cũng được. Vai của nó là 50. Dài áo là 71. Cái cổ là cổ nhung nhá. Beo cổ nhung này. Đó. Beo này là của Mỹ chứ còn beo bình thường không có đâu. À, beo này của Mỹ chứ beo thường không bao giờ có cái dòng beo này nhá. Xanh là 3 túi hoặc 2 túi. Ở dưới neck nó có cái lỗ thông hơi. Sau rất là đều. Con này là 93 đến 95%, ở trên này có cái bả vai giống như kiểu áo của Cộng Hòa ấy. Ba túi. Rồi con này là 75 đến 85 ký. Anh em mà 90 bụng thon gọn vẫn được. Nhưng mà người mà bụng không có thon gọn thì lên được 85 ký là hết đát nha. 300.000 mã 69. 300.000 mã 69. Tiếp một con áo Navy Seal. Áo này áo mưa mà dạng áo đi tuyết chứ không phải áo đi mưa to nha. Nhưng mà con này anh em bận vào buổi sáng đi cân thịt, đi bán thịt, bán đá cây rồi đi câu, gọi là mưa phùn nhỏ nhỏ thôi, còn mà mưa to là ướt ạ. Con này của Mỹ size gì đây?
xay lát rêu lơ. Em giờ nhìn, anh em nhìn giùm em cái này. À, nhìn không phải. Đây phải sai đâu. Đây nó ghi là jacket. Nó ghi jacket mà mình đọc cái sai mới đau chứ. Rồi, con này nó không có ghi sai ở đây. Và ở trong áo này nó có một lớp cách nhiệt một chút xíu đây này, gọi là lớp thở hơi á, thoáng hơi á. Dòng này là 100 ni lông cực kỳ. Anh em vào mùa đông mà trời lạnh, anh em bẩn cái áo này bên ngoài cho em cũng được. Nó là một cái lớp chất ni lông 100% cho nên nó nín thở, làm cho mình nhá, nhiệt nó không thoát ra mà cũng không bốc vào, có nghĩa là không bị mất mát cái gì hết. Bẩn con này là như vậy á. Hai là anh em bẩn đi mưa mà mưa phùn buổi sáng hoặc là mưa nhỏ nhỏ thôi. Dài áo là 87, mới keo xà beng luôn, mới keo xà beng nha. Cái mũ của nó thì bữa hôm em hình như em có đổi rồi á, bởi vì trên cái mũ này em mà đổi rồi em hay thắt cái dây này lại này. Oh, nó có cái dây thắt này. Oh, nó gọn gàng, vừa là dây kéo vừa là miếng dán này, vừa dây kéo vừa là miếng dán, mới tem. Ai ưng chốt thì em con này 96% đến 98% luôn. 400.000 mã 48, rẻ nha. Con này bình thường là phải 500-600.000, không có giá 400.000 đấy đâu. Tiếp một con áo len. Con này là của lính gì ta? Lính gì mà nó mấy cái dao găm, mấy cái dao. Rồi con này là vai của nó là 59, chiều dài áo là 67, 5967. Em quật cái giá nó bay đi đâu rồi không biết nữa. 5967, con này tương đương với size M, tức là 60-65kg. 60-65 là bẩn thoải mái, 70-80 là body. Con này ở trong này nó hình như nó là không phải của Mỹ đâu, à Mexico. Con này của Mexico. Rồi chốt giùm em 400.000 mã 67. 400.000 mã 67 nha anh em. 400.000 mã 67. Tiếp một con áo pilot của không quân, nhưng mà con này lại ở dưới là bo suông, không có bo nha. Ở trên này thì nó có vê cổ, nhưng mà áo này, con này nó khác con kia. Vai 46, nhiều áo thì nó có bo. Dài áo chỉ có 60 thôi, màu xanh đen, chuẩn hàng cấp phát nhé. Size 15L, L là long á, mà nó được có khúc 60 à. 300.000 mã 66. L là long á, mà con này thông thường có 3 lớp ấm mùa đông, nhưng mà nó mất rồi. Áo này bệnh giống áo bô dông nha. Nhìn giống không? Giống áo bô dông ha. Con này là 60-70kg. 60-70kg. Chốt cho em 300.000 mã 66. 600.000 là 300.000 mã 66. Tiếp một con áo 100 cotton nè. 100 cotton rần ri nha anh em. Vai của nó là 43, dài áo là 78. 43-78, size small regular. Ai thích 100 cotton cực kỳ mát thì chơi con này nhé. Sành điệu là mình chơi dòng 100 cotton, còn mình chưa. 100 cotton là nó mắc hơn á. Con này nè, báo cáo anh em nè, 100 cotton là giá cũ là em bán 500.000 này. Nhưng bây giờ em lại bớt trực tiếp cho anh em là 400.000 thôi này. Bớt cho anh em nha. Bớt thẳng đây cho anh em là 400.000 mã 65. Mới 96 đến 98% luôn. Ai vừa thì chốt con này là bằng số ký của em rồi.
bằng số ký em vừa luôn. 50 đến 60 ký, 100% cô Tông. Chơi cô Tông là cực đỉnh nha. Chơi cô Tông là sành điều lắm đó. Mình mà bình thường thì mình chơi con thường thường vừa là được. Còn chơi cô Tông là dạng là sành điều mà chơi bẩn áo thường không thích nữa, mà chơi 100 cô Tông là không chơi được 50 cô Tông nữa đâu. Chốt giùm em mã 65. Tiếp một con thủy quân vàng chất vải kaki. Thủy quân vàng chất vải kaki. Vai của nó là 47. Dài áo là 77, 47, 77 của lính Mỹ nha anh em. Con này là 93%, 200.000 mã 64. 200.000 mã 64. Ở ngay cái phần nách này này nó có dơ. Dơ một chút. À, hai chỗ này dơ một chút nha. Rồi. Con này 5 đến 60 ký. Chốt giùm em con này là giá 200.000 mã 64. 200.000 mã 64. Ồ khoan. Con này báo cáo anh em này. Cái ống tay nó cắt may mà nhìn không nhìn là coi như bán cho anh em luôn này. Hai ống tay nó cắt đứt rồi, giờ anh em về mà mua con này về một là cắt cọc tay vậy nhá. Bẩn cọc tay vậy nhá. Hai nữa khoét sắt nách luôn, bán 100.000. 100.000 ai ưng thì chốt giùm em về mã 64. 100.000. Tiếp một con áo không quân của lính Mỹ, con này là chất vải caro. Vai của nó là 44 và dài áo của nó là 80. 44, 80. Đều và đẹp 250 mã 63. 250 mã 63. Đều màu và đẹp nhé. Con này 93 đến 96%. 93 đến 96%. Con này chỉ được 55 ký thôi. Em 55 mà em bận còn vẫn con bị ấy này. Chắc chắn là do cái phần này nó hơi ấy. Thôi chốt cho em là 40 đến 50 ký thôi. Rồi. 250 mã 63. 250 mã 63. À, 55 ký cho 50 ký cho nó chắc. Em thì mắc cái ngực nhưng mà anh em lại mắc cái bụng vì sao? À, chốt giùm em nhá. Đây là một con áo multicam chất vải caro, vai của nó là 40. Vai 40, dài áo là 65. Dài áo là 65. Một tem, hai tem này, 250 mã 62, áo đều màu và đẹp đi em. Con này là 93, 95%. Con này nhỏ à? Con này vai này thì số ký của em nghe nó cũng hơi kích luôn nha, đừng có nói. À, em bận kích luôn này. Nhỏ à? 40 đến 50 ký. 40 đến 50 ký. Chốt giùm em con này 250 mã 62. Chưa bao giờ em bận áo mà chật hết. Mà bữa nay bận con này chật luôn á. 2X small. Em X small là vừa. Mã số 2 nha anh em. 62. Tiếp con ACU nữa. Còn con nữa là hết này. Vai của nó là 47. Dài áo là 71, 47, 71. Áo tem đầy đủ nha. 300.000 mã 61. Áo đều màu và đẹp. Con này 93 đến 96%. 93 đến 96%. Tem full đầy đủ cả cờ cả quạt luôn. 2 4 5 cái tem, 6 cái tem. 6 cái tem này là được 350 rồi, bởi vì cái cờ này mất 100.000 này. 350 mà con áo này 70 đến 80 ký. Con áo này bán là 300.000.
Mã số 1 bán tem tặng áo. Bán tem tặng áo. Bán tem được tặng cả tem nữa chứ đâu phải áo không. Mã 61. Tiếp một con áo len cuối cùng. Một con áo len cuối cùng. Con này là 8 đến 90 kg. Vai của nó là 52. Dài áo là 75. Ngang áo là 64. 80 kg nha. Ai 80 kg trở lên thì chốt con này này, 80 kg là bằng đẹp nhất, không rộng, không chật. Nhưng mà 90 với 100 kg là phải body. Ở trên vai thì có cái tem này. Và trong cổ nó không có cái tem gì hết. Vải len nhẹ, gọi là len nhuyễn nha. Len đẹp lắm. Chốt 300.000 mã 60. Hết. Em cảm ơn tất cả anh chị em. Và hẹn anh chị em tối nay 7 giờ ta tiếp tục nha em. Anh em nào có nhu cầu thì theo dõi like, ứng cái nào thì gọi số điện thoại này cho em, nhắn tin hoặc là kết bạn Zalo để mình đỡ tốn tiền. Rồi em cảm ơn và chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Hẹn gặp lại tối nay. Em bye ạ.